Chào mừng anh em đến với số tiếp theo trên kênh Giao thông Văn Minh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có tình huống đầu tiên. Chúng ta sẽ theo dõi chiếc container phía trước và chiếc xe tải thứ báo. Rồi. Nhảy nhẫng thế kia. Và như vậy là anh container đã có một cú tạt cánh đánh đầu và tạt đúng đầu xe thứ báo. Và đây có lẽ là lý do mà thư báo của anh em và một số những gọi là món quà của anh em sẽ là chuyển phát đến hơi muộn nha anh em nha. Anh em thông cảm. Đấy. Nhưng mà cụ container này là cụ chuyển len là hoàn toàn sai rồi. Đấy, phát này là cũng gọi là đậm đà gia vị đây. Anh em xem phát đấy thì nó cũng có vẻ là nó không hề nhẹ một chút nào anh em ạ. Và rồi, không biết là cụ container cụ ở đâu mất rồi. À kìa. Rồi, xin chúc mừng mừng cụ là cụ đã vào ô mất tiền. Đấy. Bây giờ xuống thì than thở đi thôi chứ còn gì nữa. Than thở còn kịp anh em ạ. Và tiếp theo thì anh em sẽ đến với một tình huống tiếp theo. Đây là một tình huống xảy ra ở một cái khu phố nào đó thì tôi cũng không rõ lắm nhá. Anh em để lại comment ở phía dưới. Và chúng ta sẽ chứng kiến cái tình huống sau đây. Đoạn này tôi speed khá là nhanh, gấp x5 lên cho anh em đỡ tốn thời gian này. Rồi. À, không hiểu rõ là thanh niên này từ đâu vụ đi ra. Thế nhưng mà rồi thanh niên là dừng xe ngay trước đầu xe ô tô chắn đường luôn, hiểu không? Đấy, đây được biết theo chủ camera chia sẻ lại thì đây là một chí phèo thời gọi là 4.0. À, rồi thế là dựng xe trước trước đầu xe luôn đấy, ai còn chụp ảnh nữa cái đấy, chụp ảnh làm lưu niệm anh em ạ, nhìn cái mặt cũng đẹp trai đấy. Vâng. Xem nào, làm gì tiếp nào? À, video call này hay live stream là video call này? Đây là gọi video call không là thể hiện thành tích hiểu không? Tao đang chặn cái xe này hiểu không? Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với việc là đấu dây điện của một thanh niên. Cái thằng rồi. Đây này. Em đấu đây ạ? À? Sao lại thế đó là nó bị hỏng rồi thì em buộc thế cho nó tôi không tuột ra ấy. Tuột ra. Vâng. Ồ. Ai dạy em? Ai dạy em đấu được kiểu này? Ngày xưa em đi học thì dạy em đấu định đấu vậy mà. Học học đâu ra mà đấu kiểu này? À rồi. Thanh niên này không biết là học ở trường nào để đấu dây điện. Đây. Tháo tháo anh xem. Đấu cả quà này à? Vẫn cái này là nó bị hỏng cái tháo tháo đây. Tháo tháo muối xem nào. Ở đây 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 là kết quả của thanh niên. Sao nó lại đen thui thế này anh em? Lên lớp lúc thầy dạy vác điện thoại ra chơi đúng không? Làm gì có trường nào mà dạy kiểu đấy. Đấy, trường dạy đẳng cấp thế này đấu xong cái cắm điện vào phát đen thui luôn. Nó phải đẳng cấp như thế. Không có ai thì đấy anh em thấy không, đây là kết quả hệ lụy của việc là đi học nhưng mà chắc là lướt top top quá nhiều cho nên là nó mới xảy ra trường hợp như thế này. không cách luôn à? Hả? Ôi rồi cách cách như nào? Cái dây nó có 2 giây thì phải cách nó ra sao để chập cái này. Ui rồi ôi, tốt nhất là điện đó em đừng có động vào nhá. 2 giây nó phải dính vào với nhau như thế nó mới liền mạch được, hiểu không? Đấy, đâu thế nó mới chuẩn. Nhưng mà thanh niên này mà cứ đấu điện như thế này thôi có ngày cả nhà toang anh em ạ. Tốt nhất là thấy thanh niên đấu, gặp gỡ thanh niên này thì tốt nhất là lé anh em nhá. Đấy, kết quả cũng đen thui cả nhà luôn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với tình huống giao thông tiếp theo. Ở đây chúng ta sẽ có gì đây? Ai rồi vâng à, đó là một chiếc xe bồn trời mưa và đóng cua thì rất là căng và cú vả này có là tím tái mặt mày luôn mà
loạn sinh hậu lên luôn, ôi trời ơi, một cú vả trời giáng luôn anh em ạ. Phát này thì đau cháu rồi. Chúng ta sẽ có tình cái gì tiếp theo đây? Ái già thanh niên này lại kẹo đòn à? Như là thanh niên này này lại thích test trình độ lái xe của mình như sao ấy. Rồi cẩn thận không lại lên ăn cuối cả nải. Vâng, và này tôi speed rất nhanh nhá. Rồi, phía trước là chiếc xe màu trắng. Chuyển làn luôn. Xe đẳng cấp. Ui, đẳng cấp luôn. Đây, xem lại anh em xem lại này. Chuyển làn không có bất cứ một cái tín hiệu gì mà chuyển một cách cực kỳ là đột ngột. Vâng, cực kỳ là đẳng cấp. Mà phát này mà gặp phải có container mà đang cứ đi cùng chiều thì là anh lên ngồi chốm chạy luôn. Quá là đẳng cấp. Không hiểu là đẳng cấp cái gì. Và đấy, rất nhiều những cái tình huống. Và tình huống này thì tôi có lẽ là cảnh báo với anh em rất nhiều rồi. Ấy giời ơi. Vâng, đấy, một thằng gọi là lái xe nó ngu, nó phải thể hiện đẳng cấp nó phải thế này, hiểu không? Đấy, đẳng cấp của sự ngu dốt và liều lĩnh, hiểu không? Đấy, hiểu không? Đẳng cấp chưa? Ấy giời, thế là nằm dưới gầm xe tải, thế nó mới gọi là đẳng cấp, hiểu không? Anh em cứ ra đường cứ thể hiện đi. Đẳng cấp nó là vẫn là đỉnh cao của sự ngu dốt, hiểu không? Có một số những cái lái xe ngu dốt nhá, không phải là tôi ôm cả bó đũa đâu. Đấy, trong tình huống này là một trong những cái sự thể hiện sự đẳng cấp của sự ngu dốt. Đây là điểm mù của xe tải, xe đầu kéo, xe container nhá. Anh em nghiên cứu mà lé mà tránh, đừng có đi vào những cái điểm mù của họ. Vào. Ui, tôi tưởng là vào luôn. Ok, anh em xem lại tình huống này nhá. Ở đoạn này thì tôi không thấy có cái biển nào là báo hiệu là làn đường ưu tiên với không ưu tiên. Tuy nhiên rằng là tôi đấy là bác xe con kia, là Fadin kia thì phải, đã vào gọi là giao lộ trước bác camera hành trình này. Nhưng bác camera hành trình này đăng lên mạng để nhỉ. Nhưng mà nhận được một cơn gạch đá luôn anh em ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với tình huống này. Ui trời ơi, hai con báo. Ôi trời, nó lại chở người yêu đi chơi anh em ạ. Chở người yêu đi chơi. Không biết là xong cái vụ này liệu về liệu còn người yêu không. Exciter. Ôi trời, quả đấy mà nó hôn trực diện vào đầu chắc là hết yêu luôn. Em ơi, nhắn cho cái Huệ bảo nó check in sớm đi. Nhắn cho cái Huệ bảo nó check in sớm, mình lấy bài em này. Sớm mình lấy bài em này. Sớm mình lấy bài em này. Lấy cái ghế. Rồi, cái gì đây? Chúng ta sẽ có gì đây? Anh phía trước đã bật xi nhan phải rồi. Rồi, lại muốn test phanh chắc. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem tình huống ngay sau đây. Vâng, rồi thoát được rồi, thế nhưng mà chưa. Đấy, thoát được xe trước rồi, thế nhưng mắt còn cứ đảo lên nhìn làm gì, không nhìn đường mà đi, nhục lắm. Tránh vỏ dưa thì lại gặp ngay vỏ dừa. Ok, tiếp theo là những bà chị dừng mỡ. Đấy, 5 giờ sáng nữa không? Ra tập thể dục, chắn hết khoảng tầm một nửa đường. Đấy, những cái con người như thế này là những con người gọi là có nhận thức cái chứ, nhận thức về sức khỏe đấy chứ. Nhưng mà xác định nhận thức về gọi là ngu ngốc về an toàn cho chính mình ấy nhỉ. Ồ, rồi mà gặp phải mấy ông mà nó ngáo ngơ mà nó đang buồn ngủ, nó tà cho phát thì thôi thì bay cả lũ. Rồi, cút ra này cho anh thể hiện này. Cút hết ra này. Ui. Rồi, xem. Rồi, một thanh niên.
AMG. Rồi, thế là thanh niên AMG này là thích thấy á. Lên thêm méo nào được mà lên cái đoạn đường này. Xe thì xe cầu trước. Tôi nghĩ rằng là mình là hai gầm. À hai cầu, quên mất là hai gầm. Ôi cẩn thận luôn, lại mất mẹ mấy cái lốp. Rồi cái kết cho thanh niên thích thể hiện nhưng mà không thành công. Đấy, tôi nghĩ rằng là xe mình nó khỏe lắm kìa. Đấy, và tiếp theo thì anh em sẽ đến với hình như là Bảo Lộc thì phải nha. Đấy, xảy ra vào ngày 11/10/2023 nha. Đây, ở cái tuyến này thì vua là xe rau rồi. Ấy nhưng mà ông này ông 29 thì liệu có phải xe rau không nhỉ? Đấy ông đi thế này, ông tạt đầu người ta 29H86340 rồi xong đến lúc mà nhảy vô đời nó bạc lắm đây, cuộc đời đi cứ như thế thì bố ai mà đỡ được cho ông. Ok ok, và chúng ta sẽ cùng hạp hai đầu. Cái gì đấy, ôi ôi. Đấy, hai gọi là hung thần xa lộ, anh em nhìn thấy cái kiểu đi xe không? Rồi, hình như là Hà Nam à, xứ sở Hà Nam à. Rồi, đi như thế này xong đến lúc nó nhục thì lại bảo là 90C04979 với lại 90C072 gì đó, không nhìn rõ lắm, cái xe thứ hai. Ấy, anh em nhìn thấy cái phong cách chạy xe chưa? Cho xong đến lúc mà nó xảy ra cái việc gì cái mà nó xuống nó than nhăn nhở mà đời nó bạc, nghề nó bạc, lái xe nó nhục. Úi giời, anh em thấy chạy kiểu đấy nó nhục thật, nhục muốn kiếp luôn. Cái gì đây? Biết được taxi xanh đang chèn ép như thế đống đứa hàng đôi không có cửa ra. À một anh taxi gọi là truyền thống bị ba anh taxi gọi là xanh vây kín, không có lối thoát luôn. Đấy, đó. Rồi. Đây là đất của tao, hiểu không? Xứ sở của tao. Mày đến thì mày phải cống nạp cho tao thì mới kiếm ăn được. Vâng. Tiếp theo. Rồi, mày phải lượn ra cho tao chăm đi, hiểu không? Mày không biết là tao là ai à? Đấy, mày không biết bố tao là ai mà tao chưa học môn giáo dục công dân. Nhìn cái mặt uy tín 99A gì đấy. Về ôn lại môn giáo dục công dân nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một tình huống là trên đường đèo trời mưa. Một tình huống nó thuộc cái dạng là đây này, hôm nay thì đúng là số đời lái nó bạc thật anh em ạ. Anh em nhìn thấy không? Vào cái khúc cua trời mưa trơn mà đóng thế này thì bố nào mà đỡ được. Phát này không có xe bắc xe tải đối diện thì nó cũng xuống rãnh, xuống ruộng. Không bao giờ trượt được. Rồi, đấy xong rồi xuống bắt đầu là chụp ảnh lên là nghề nó bạc. À, tiếp theo chúng ta sẽ đến với... Ôi giời ơi, thấy chưa? Tại như thế này. Ôi, anh em thấy không? Qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ này, bao nhiêu phương tiện đang đèn đỏ mà nó phi đúng không khác gì một con hó hoang cả. Chạy như thế này làm sao mà đỡ kịp được những cái tình huống mà nó bất ngờ nó xảy ra.
Rồi, xe khách dừng xe trên cao tốc luôn. Đấy, và video này nên thì là rất nhiều ông cổ suý cho xe khách này, bảo người ta gọi là đã bật cảnh báo, đã bật xi nhan xin đường rồi. Thế nhưng mà bản chất là trên cao tốc là anh không được dừng trong cái trường hợp khẩn cấp. Nhưng mà đây tôi nghĩ là dừng để trả khách. Đó. Nhưng mà thôi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo nha. Tôi không muốn nói quá nhiều. Tôi đã chia sẻ rất nhiều cho anh em rồi, nhưng mà không rút kinh nghiệm thì hậu quả thì anh em tự gánh thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi tiếp về những tình huống giao thông. Ok.